tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh, chương 577 Tự hỏi bản tâm Trần Lật Thu cũng biết bản thân đã gây họa nhưng hắn vẫn không muốn đi Lạc Dương để triệu thỉnh trường mặc. Chạy tới Lạc Dương thì cũng có thể. thế nhưng sau khi ta đi, thì mở miệng như thế nào? Huống chi mặc dù mời chưa mặc tới, nàng lại có thể làm gì? nhất định cần phải thỉnh nàng tới. Lý Trung Dung nghiêm túc nói ra. Lão Ngũ tâm tình dị thường kém. điều này cùng với biến cố mà lúc trước hắn gặp được ở Tân La không phải là không có quan hệ, chẳng qua cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. trước đó Lão ngũ đã từng nhiều lần bản thân bị trọng thương Đều không thấy tâm tình của hắn kém tới như vậy Vậy nguyên nhân gì dẫn tới Trần Lão Tu hỏi Không rõ ràng Lý Trung Dung lắc đầu nói Chẳng qua ta rõ ràng cảm giác ra được Thể xác và tinh thần của hắn đều mệt Bức thiết nghĩ muốn giải thoát Nhưng bất kể là xã tắc dân sinh Hay là đối với oa Quốc chiến sự Đều rất không có khả năng trong thời gian ngắn thay đổi hoặc là kết thúc. Trong lòng của hắn vội vàng, tất sẽ làm ra rất nhiều chuyện kiếm tẩu thiên phong, mạo hiểm cầu nhanh. Mọi thứ luôn có nguyên nhân, chứ là Thu nói. Có phải hay không là lần này hắn trở về, Hoàng thượng đã nói điều không nên nói về hắn. Có lẽ là không, Lý Trung Dung lắc đầu. Hoàng thượng rất coi trọng, trường sinh, không có khả năng ăn nói lung tung về hắn. Dù sao, sẽ không thật sự bởi vì những lời mà ta nói trước đó đấy chứ trần Lật thu nói ra những điều ta nói đều là thật tình đánh trận nào không có chuyện chết người ngươi nói là sự thật nhưng cũng không nên nói lý trung dục nói ra lão ngũ áp lực cực lớn chúng ta hẳn là phải giúp hắn giảm tải mà không phải là cho hắn thêm ấm ức được rồi để ta đi một chuyến lạc dương trần Lật thu nói trương mặc cũng thiệt là Lão ngũ đều đã thành cái dạng này Nàng cũng không ở bên người chiều cố Lão nhị Người nói lão ngũ Có bởi vì chuyện này mà tâm tình không tốt hay không Lý Trung Dung gật đầu Có khả năng Chẳng qua Ta cảm giác đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu Được rồi Không nói nữa Người sớm chút ít khởi hành đi Đi sớm, về sớm Trần Lật Thu nhạy gật đầu Nhìn quanh không có người Sau đó tung người nhảy lên lăng không, thôi sinh ra phong lôi sóng xí, bay nhanh về hướng Đông Nam. Trường sinh cũng không thích cảm giác say rượu, nhưng hắn vẫn không tốt dục linh khí để hóa giải tiểu lực. Hắn phát hiện tâm tình của mình cũng không có thích hợp. Có lòng mượn nhờ tiểu lực để ngủ tốt một giấc. Có lẽ sau khi tỉnh ngủ, tâm tình liền chuyển biến tốt. Tới thời điểm canh 4, trường sinh tỉnh lại mặc dù hắn rất hy vọng bản thân sau khi tỉnh lại có thể tinh thần sung mãn sảng khoái tinh thần thế nhưng không như mong muốn sau khi tỉnh lại tâm tình vẫn rất âm u thật sự không có sự tình gì đáng giá để cao hứng chờ đợi hắn trước mắt chỉ là một đống phiền toái lớn ngay tại lúc trường sinh nhắm mắt suy nghĩ nghĩ đến sau khi tới thiếu lâm tự nên nói chuyện với đồng trần cái gì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn có thể nghe ra được tiếng bước chân của Trương Mặc, nhưng hắn vẫn cho rằng Trương Mặc không nên xuất hiện. Chẳng qua, nghiêng tai lắng nghe, hình như thật sự là Trương Mặc. Vừa choàng quần áo, mang giày, xuống đất mở cửa. Trương Mặc vừa vặn tới trước cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vẫn là không yên lòng về ngươi, Trương Mặc cất bước đi vào, thương thế thế nào, có tốt hơn không? nghe được lời của trương mặc trưởng sinh ấm lòng, ta không sao, ta cũng không phải là tiểu hài tử, chút ít thương này không coi vào đâu. trương mặc đem bao phục tùy thân đặt ở đầu giường, sau đó đi tới cạnh bàn rót nước. ta vừa lúc tiến vào, thấy hai vị sư huynh của người vừa lúc đi ra bà là muốn đi giải quyết việc công ở hộ bộ. Ừ, đúng. Bọn họ đoạn thời gian gần đây, một mực giúp triều đình tìm ngân lượng. Trường sinh nói ra, mấy ngày trước đây, bọn họ tìm được chút ít vàng bạc. Sáng nay, hẳn là vẫn tới hộ bộ. Trương mặc uống nước, sau đó bỏ xuống chén nước. Trước đây, đánh một trận với Chu Toàn Trung, nguyên khí đại thường. Trong thời gian ngắn, không có lực tài chiến, ta lần này tới là chuẩn bị ở thêm vài ngày. nghe được lời của trương mặc, trường sinh tâm tình cảm thấy rối loạn. thật sự là không khéo, người tới cũng không đúng lúc. ta chuẩn bị hôm nay khởi hành, trước tiên đi một chuyến thiếu lương tự, sau đó lại tới lĩnh nam. ta cùng với ngươi đi, trương mặc nói ra. trường sinh không nghĩ tới trương mặc sẽ đột nhiên xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn này cũng không xác định trước mặt cùng mình đồng hành có điều gì không phù hợp hay không. Người làm sao không hỏi ta đi thiếu lâm tự cùng lĩnh nam là làm cái gì? Hai vị sư huynh của ngươi ở ngoài cửa đã cùng ta nói qua mấy câu. Trước mặt thuận miệng nói ra. Trước mặt phong trần mệt mỏi, không hỏi cũng biết chưa có ăn điểm tâm. Trường sinh mở miệng hỏi. Ngươi muốn ăn gì? ta sẽ để cho hạ nhân giấy bếp làm cho người cái gì cũng được trương mặc nói nếu không chúng ta đừng ăn ở trong phủ đi ra ngoài đường đi cũng được trương sinh gật đầu nhanh mặc y phục đi trương mặc mỉm cười thúc giục nghe được lời của trương mặc trương sinh vội vàng chỉnh trang mặc quần áo mà trương mặc thì thừa cơ rửa mặt chốc lắc sau Hai người chỉnh đốn thỏa đáng Đồng hành xuất môn Chậm rãi đi về hướng Tây Tâm tình gần đây như thế nào? Trương Mặc thuộc miệng hỏi Vẫn là còn được Trường sinh trả lời Lúc này chính là canh giờ thượng triều Một gã quan viên tới thượng triều Nhìn thấy hai người Vội vàng mệnh cho kiệu phu hạ kiệu Sau đó vội vàng xuống kiệu Hướng hai người khom lưng kiến lễ Đợi đối phương lên kiệu rời khỏi Trương Mạc thuộc miệng hỏi Người này là ai? Là một tên thị lang ở công bộ Trường sinh nói Người ta đều đi thượng chiều Người vì sao lại không đi? Trương Mạc cười hỏi Ta cũng không muốn đi Trường sinh cười nói Trương Mạc cười Thân ở triều đình Mà lại tàn mạn như vậy Trường sinh cười cười không có tiếp lời Vương phủ của trường sinh là nằm ở Đông Thành Phía đông không xa chính là Hoàng Cung Quan viên thượng triều có rất nhiều là đều đi đường này Khi nhìn thấy trường sinh cùng trương Mặc Một đám quan chức nhào nhào kiến lễ vấn an Hoàng thượng chuẩn bị tự mình đi lạc dương Khao thưởng tam quân Các người có nhận được tin tức hay không? Trường sinh hỏi Chiều qua công văn của binh bộ đã mang tới Trương Mặc trả lời Đường Kim Hoàng Thượng Cũng coi như là một minh quân Trường Sinh nói ra Trương Mặc gật đầu Có minh quân mới có trung thần Người này nếu như là tiếp nhận đề nghị Của hoạn quan văn thần Ý đồ đem ta đưa vào hậu cung Sợ là đại đường đã sớm vong Cũng chưa chắc Trường sinh thuộc miệng Chắc chắn Trường mặc nghiêm túc nói ra nếu như hắn thật sự làm như vậy Người nhất định cùng hắn không đội trời chung Cái gì mà giang sơn xã tắc Cái gì mà bách tính cực khổ Người cũng sẽ không để ý tới Chồng ta có vẻ như hẹp hòi Trong lòng chỉ có nhi nữ tư tình Không có bách tính khó khăn như vậy hay sao Trường sinh cười hỏi Đây không phải là hẹp hòi Mà là ân oán rõ ràng Trương Mặc nói người sẽ không lấy oán trả ơn nhưng người cũng sẽ không tự xưng là thanh cao không có lý do đi lấy đức bảo oán trương mặc nói xong trường sinh cười một tiếng người nói rất đúng kỳ thực ta đối với vinh hoa phù quý cùng với vị cực nhân thần đều không có hứng thú ta sở dĩ vì đại đường buôn tộc vất vả chủ yếu là bởi vì đạo thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng nếu như không có đạo thánh chỉ kia, người đến bây giờ vẫn còn là sư thúc của ta. việc này chúng ta quả thực thiếu nhân tình của hắn. trương mặc gật đầu. trường an là nơi phồn hoa, mùa hè sáng sớm có một chốt quầy hàng bán từ rất sớm. hai người trong lúc nói chuyện đi tới một phố ẩm thực. Trường sinh có lòng tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi xuống, thế nhưng trương mặc lại chỉ đạo càng đi về phía trước. Bất trì bất giác, hai người đã tới bảo thành khách sạn ở phía thành Tây. Trường sinh khi mới tới Trường An liền ở chỗ này. Chẳng qua bởi vì bảo thành khách sạn là ở Tây Thành. Mấy năm gần đây, hắn chưa bao giờ đến qua. Trở lại chỗ cũ, trường sinh trong lòng có nhiều cảm khái. Chuyện cũ quay đầu nhìn lại, như rõ một một trước mắt mắt thấy hai người tới chủ tiệm lý tông nguyên mừng rỡ vô cùng tự mình ra mặt chiêu hô tỉ mỉ chuẩn bị cơm canh hai người thân phận tôn quý chủ tiệm tự nhiên sẽ không để cho bọn họ ngồi ở đại đường mà là đem hai người mời tới gian phòng mà trước kia trường sinh ở do nơi đây là trường sinh đã từng ở qua gian phòng này liền nước lên thì thuyền lên chuyên môn bị khách sạn dùng để mời khách quý trong phòng bố trí vẫn là bộ dạng y như cũ không có chút nào biến hóa đồ ăn tinh tế mà lại phong phú chẳng qua trường sinh khẩu vị vẫn như cũ sau khi đi tới nơi này hắn vẫn một mực, mực nghĩ một việc bởi vì cái gọi là không quên sơ tâm mới thấy được thủy chung khi ăn ở đây khiến cho hắn nhớ lại tâm cảnh năm đó suy nghĩ chính là sơ tâm của mình. Thấy trường sinh không có tập trung, trương mặt nhìn như vô ý, thuộc miệng hỏi. Ta cũng chưa từng hỏi ngươi, tâm nguyện lớn nhất của ngươi là cái gì? Ta giống như không có tâm nguyện gì, trường sinh lắc đầu. Ta vốn là không có gì cả, nào dám có tâm nguyện gì? Khẳng định là có, suy nghĩ thật kỹ đi. Trước mặt cười vì trường sinh chán nước canh trầm ngâm thật lâu Trường sinh mở miệng nói ra Tâm nguyện lớn nhất của ta Chính là các người Đều có thể một mực bên cạnh ta Các bạn đang nghe chuyện trường sinh Của tác giả Phong Ngự Kiều Thu Trên kênh youtube Chuyện audio đêm khuya Của MC Sở Nguyên Trường sinh chương 578 Tạm nghỉ ngơi hồi phục Lần này trương mặc là bị trần lập thu mời tới sau khi đi tới lê phát hiện trần lập thu cũng không phải là nói chuyện giật gần tâm tình của trường sinh quả thực dị thường kém dù trường sinh nỗ lực che giấu nàng vẫn có thể cảm nhận ra được trường sinh đang miễn cưỡng vui cười mạnh mẽ định tinh thần tâm tình của trường sinh trước đây một mực rất ổn định chưa bao giờ xuất hiện qua chấn động lớn tới như vậy trước khi xuất ngôn khuyên bảo nàng nhất định cần phải tìm được nguyên nhân thật sự khiến cho tâm tình của trường sinh kém tới như vậy mà nàng cũng không tiện trực tiếp đặt câu hỏi chỉ có thể nói bóng nói gió cũng may lời này của trường sinh rốt cuộc khiến cho nàng tìm được căn bệnh của trường sinh trường sinh vốn là cô nhi nhiều năm qua một thân một mình khiến cho hắn đã thành thói quen chỉ có một mình bản thân sự xuất hiện của lâm đạo trưởng cùng đám người ba đồ lỗ khiến cho hắn có thêm thân tình cùng ấm áp chẳng qua cùng lúc đó khiến cho trên lưng hắn có mang theo trách nhiệm cùng sứ mệnh không thuộc về mình kể từ một khắc gặp đám người lâm đạo trưởng trường sinh liền chưa từng vì chính mình sống qua sau đó hắn mỗi ngày làm việc đều là để báo đáp ân tình của đám người lâm đạo trưởng đối với hắn vì báo đáp ân tình của lâm đạo trưởng trường sinh mới có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới các tạo sơn đưa đan dược sau đó vì báo đáp phụ thân dùng thân phận thượng thanh thiên sư phá lệ khôi phục lại đạo tịch của lâm đạo trưởng trường sinh mới gia nhập long hồ sơn sau khi báo đáp được ân tình của long hồ sơn trường sinh mới có thể đại biểu thượng thanh tông tham gia vũ cử đồng thí chính là sau đó nhập sĩ làm quan trong quá trình này trường sinh kết giao với đám người đại đầu cùng dương khai sự tồn tại của mọi người mang lại bạn bồi cùng ôn tình cho trường sinh nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn có vô tận lo lắng cùng bận tâm kỳ thực trường sinh hy vọng chúng nhân một mực ở bên cạnh hắn cũng không phải bởi vì hắn cần chúng nhân mà là bởi vì mỗi người đối với hắn là có tâm tồn thiện ý trường sinh đều hy vọng đối phương đều có thể có một kết quả thật tốt thế nhưng chúng nhân làm sự tình có nhiều nguy hiểm tùy thời đều có lo lắng tới tính mạng trường sinh vì chúng nhân khẩn trương lo lắng mà bản thân lại vô pháp bảo chứng mọi người an toàn điều này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tâm tình của trường sinh kém tới như vậy ngoài ra còn có nguyên nhân thừa yếu trường sinh hiện tại làm sự tình cùng với sự tình trước đây đều không phải là những điều mà hắn muốn làm. Làm những điều mà bản thân không muốn, còn không thể bảo chứng sự an toàn của những người có thiện ý với mình. Điều này khiến cho trường sinh cảm giác ra được, mình làm ra hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Mà trường sinh cũng không phải là người bỏ dở giữa chừng Vì vậy, mặc dù cảm giác ra được, mình làm sự tình không có ý nghĩa, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ. Cắn răng kiên trì. Mặc dù tìm ra được nguyên nhân, trường mặc lại không có nóng lòng mở miệng khuyên bảo. Bởi vì người với người là bất đồng. Giống như trường sinh, cái loại tuyệt đỉnh, thông minh là khó khuyên bảo nhất. Bất luận, tránh nặng tìm nhẹ, cùng lừa mình dối người, đều có thể bị người kia nhạy cảm phát hiện. Nghĩ muốn khuyên bảo trường sinh, nhất định cần phải tôn trọng sự thật toàn diện công chính. thừa dịp trường sinh cúi đầu uống canh, trước mặt ở trong đầu vội vàng nhớ lại, từng cái chảy vuốt. Trường sinh hiệu chung với hoàng thượng, cũng không hoàn toàn bởi vì hoàng thượng đối với hắn có ơn trinh ngộ. Còn có nguyên nhân rất lớn là hoàng thượng vì hai người ban hôn cùng với phá lệ miễn xá tội ác của Trần Lập Thu và Lý Trung Dung. Cần phải biết rõ, Trần Lập Thu và Lý Trung Dung, hai người phạm phải tội ác tầy trời Hoàng thượng miễn xá cho hai người Khiến cho trường sinh cảm giác Thiếu hoàng thượng thiên đại nhân tình Mà hoàng thượng đối với đám người đại đầu Tấn thăng cùng gia phong Cũng là đều nhìn mặt mũi của trường sinh Trường sinh tự nhiên cũng biết rõ điểm này Vì vậy nhân tình này Hắn cũng coi như tính vào đầu mình Ngoài ra Đám người nghe chắc trước đây Bị trường sinh để cho chạy mà hoàng thượng cũng không bác bỏ mặt mũi của trường sinh tùy ý để cho nghe chác một nhà toàn thân trở ra đây cũng là nhân tình rất lớn trường sinh tiếp tục ghi tạc trên bản thân tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đây là phong cách hình sự của trường sinh vì báo đáp hoàng thượng ân tình trường sinh chỉ có thể ngăn cơn sóng dữ khơi mào phó thác gánh nặng thế nhưng cái trọng trách này tới bây giờ hắn lại phát hiện bất kể là đám người lý trung dung hay là đám người đại đầu bao quát mình cùng với chúng nhân long hồ sơn thậm chí là nghe ra ở phía xa tây vực đều cũng không phải bởi vì hắn hy sinh mà không quan tâm vẫn cứ phải đối mặt nguy hiểm cái này khiến cho trường sinh bất đắc dĩ mà lại chán nản à. tới đây đầu mối đã được lý giải rất rõ ràng. Trường sinh không có cảm xúc, yêu quốc yêu dân, cũng không có dạ tâm lưu danh sử xanh. Tất cả những gì hắn làm đều là muốn thỏa mãn trả lại nhân tình. Nghĩ muốn khiến Trường sinh mở ra khúc mắt, chỉ có một biện pháp, đó chính là khiến cho hắn minh bạch. Việc gánh chịu áp lực là có ý nghĩa. Vội vàng suy nghĩ, Trương Mặc quyết định nói thẳng giống như loại người như trường sinh Tận lực đi đường vòng cùng với dẫn dắt Rất dễ dàng khiến cho phản tác dụng Làm cho hắn cảm giác ra được Tâm trí nhận lấy khinh thị Nhất định cần phải cùng hắn nói thật mới được Ta trước đây cùng với đám người đại ca Cùng một chỗ nghịch thiên làm pháp Chết mất dương thọ Người cũng không có giận ta chứ Trương mặc ôn hòa hỏi Trường sinh không nghĩ tới Trương Mặc đột nhiên lại hỏi cái này Liền bỏ thìa xuống ngẩng đầu nhìn nàng Ta là người của ngươi Những chuyện làm Theo lý Cần phải của ngươi thương nghị Thế nhưng ta lại không Đây là sai lầm của ta Trương Mặc nói ra Ta không có tư cách giận ngươi Trường sinh lắc đầu Ta tại tân là suy chút nữa mất mạng Khiến cho các người bi thống khổ sở lỗi lầm của ta cũng càng lớn Ta cam đoan với ngươi Ngày sau, bất kể là chiến sự khó khăn tới thế nào Ta cũng sẽ không thực hiện hạ sách Trương mặc nghiêm túc nói Trường sinh nhạy gần đầu Ta sau này, lo sự cũng sẽ tận lực chu đáo một chút Sẽ không dễ dàng dùng thân mạo hiểm Đúng rồi, có kiện sự tình ta cần nhắc nhở ngươi trương mặc nói ra cái gì trường sinh thuận miệng hỏi ngươi bây giờ ở vương phủ là trước kia hồng quận vương có ở qua ngươi cùng với trần lập thu trước đây đã từng xâm nhập vào trong vương phủ giết chết hồng quận vương trương mặc nói trần lập thu ở đó liệu có xúc cảnh sinh tình trong lòng không vui hay không nghe được lời của trương mặc Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Người không nói Ta cũng đã quên Người nhắc nhở vô cùng có cần thiết Ta ở trường an Cũng có vài chỗ tòa nhà Chờ ta chọn lấy một tòa nhà Đưa cho bọn họ Sau này mấy người bọn họ tới trường an Cũng có chỗ đặt chân Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Mấy ngày hôm trước Đã tao ngộ nguy hiểm đúng không Trương mặc thuộc miệng hỏi Đúng vậy Trường sinh nhạy gần đầu bọn họ vì giúp triều đình chủ kiếm ngân lượng bị một cơ quan trong cổ mộ khốn trụ mất cũng may ta kịp thời đi đến bọn họ mới hữu kinh vô hiệp nếu như chậm thêm mấy ngày hậu quả là không thể lường được người cũng không cần thiết quá mức lo lắng trương mặc nói ra lý trần hai người vốn là khương phạm của triều đình lúc này chẳng những đều được miễn xá còn được phong làm tướng quân bọn họ theo lý lấy công chuộc tội là vì triều đình phân yêu trưởng sinh bỗng nhiên nhìn trước mặt một cái mà không có tiếp lời trước mặt lại nói ra nếu như không có ngươi thư châu sớm đã bị triều đình đánh xuống bọn họ cũng sẽ không thể toàn thân là sư đệ ngươi không thể mới móc có thể vì bọn họ làm được những gì người đã làm toàn bộ Buổi sáng hôm nay Người cùng bọn họ Ở ngoài cửa đã nói chuyện gì Trường sinh nhíu mày hỏi Trường mặt không có trả lời vấn đề của trường sinh Mà là mở miệng nói ra Còn có đám người đại đầu Cùng dương khai Người là thượng cấp Người đối với bọn họ Có thể nói là tận tình tận nghĩa Nếu như không có người Đừng nói là chức đại tướng quân chính là tướng quân, bọn họ cũng không làm được. người đến cùng muốn nói cái gì? Trường Sinh nghi hoặc truy vấn, trương mặt nghiêm túc nói: ta muốn nói là người không có phụ lòng mọi người chúng ta, sau này không cần luôn luôn vì chúng ta lo lắng. người cũng không phải là thần tiên, cũng không thể liệu sự chu toàn trước được. có rất nhiều chuyện là không thể khống chế, cũng không thể bảo hộ tất cả mọi người chu toàn Không chờ trường sinh tiếp lời Trương mặc lại lần nữa nói Ngày đó Ta chỉ coi như người mất mạng ở Tân La Không tránh khỏi thương tâm khổ sở Nhưng trong lòng ta rất là bình tĩnh Bởi vì có thể của người quen biết hiểu nhau Đã là trời cao chiều cố Mấy đời tạo hóa Nếu như tiếp tục yêu cầu xa vời Thiên trường địa cửu Chẳng phải là quá mức tham lam hay sao ta nào có tốt như ngươi nói vậy trường sinh cảm thấy không có ý tứ trương mặc lại nói ta và ngươi có quan hệ như vậy ngươi cùng với đám người đại đầu và ba đồ lỗ cũng là như thế ngươi cũng là đạo sĩ cũng nên biết duyên phận thiên định có được ung dung mất đi thản nhiên không cần khẩn trương lo lắng càng không cần thấp thỏm lo âu Ta cũng không có thấp thỏm lo âu Trường sinh thuận miệng phủ nhận Ngươi có Trường mặc nghiêm túc nói ra Ngươi luôn luôn lo lắng chúng ta Những người này không thể cùng ngươi đi tới cuối cùng Ngươi hôm nay là thế nào? Trường sinh nghi hoặc đặt câu hỏi Trường mặc cũng không có trả lời trường sinh Mà là tiếp tục mở miệng Lần trước ta liền không nên cùng đại ca đi ra. người thương thế chưa lành, ta theo lý cần phải bồi tiếp người. trường sinh không rõ trương mặc hôm nay vì sao lại có thái độ khác thường. người cuối cùng làm sao vậy? có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? không có việc gì, ta chỉ là cảm khái mà thôi. trương mặc nói ra, nhanh ăn đi, không ăn thì sẽ lạnh ta ăn no rồi trường sinh nói ra thực sự ăn no chứ trương mặc cười hỏi thực sự ăn no trường sinh gật đầu thật không trương mặc vẫn cười cười thực ra ăn thêm chút cũng được các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả phong ngự kiều thu trên kênh youtube chuyện audio đêm khuya của mc sở nguyên chương 579 Đi đến Thiếu Lâm Ăn thêm một bữa Cũ không tốn thời gian quá dài Nửa canh giờ liền xong Sau cuộc mây mưa trời quang vạn dặm Sảng quái tinh thần Trường sinh vốn định lười biếng nghỉ ngơi một lát Thế nhưng trương mặc Lại tiếp tục thúc giục Mau mau lên Chúng ta còn phải tiến tới thiếu lâm tự Không vội Buổi chiều khởi hành Cũng tới kịp Trường Sinh không muốn cử động. Nếu như buổi chiều khởi hành đi tới thiếu Lâm Tự, thì đêm đã khuya. Đêm khuya Bái Sơn cũng không hợp. Trương Mặc nói ra. Nghe Trương Mặc nói tới như vậy, Trường Sinh chỉ có thể chống tay ngồi dậy. Trương Mặc tự mình động thủ hỗ trợ mặc quần áo. Trường Sinh mặc dù không có thói quen để cho Trương Mặc giúp bản thân mặc y phục, thế nhưng hắn cũng rất ưa thích cái loại cảm giác này không phải là ưa thích được người ta chăm sóc, mà là ưa thích cái loại cử động thân mật. Mặc quần áo chỉnh tề, hai người đứng dậy đi xuống lầu. Tới dưới lầu, chủ tiệm Lý Tông Nguyên vội vàng tiến lên đón. Lý Tông Nguyên chính là đạo gia cư sĩ, đối với hai người tôn trọng và cung kính cũng không hoàn toàn bởi vì trường sinh là triều đình thân vương. Còn có một nguyên nhân rất lớn là trương mặt chính là dòng chính của trương thiên sư trong con mắt của đạo gia cư sĩ trương thị thiên sư nhất mạch huyết thống cao quý đều là một loại nhân vật thần tiên lý tông nguyên tự nhiên sẽ không thu ngân lượng của hai người một mực cung kính đem hai người mời tới ngoài cửa trường sinh xoay người hướng lý tông nguyên nói ra gian phòng trước kia ta ở qua sau này đừng cho người khác ở phí tổn bạc hàng năm từ vương phục kết toán nghe được lời của trường sinh lý Tông nguyên miệng đáp ứng đồng thời luôn phiên chối từ chỉ nói hai người có thể ngẫu nhiên trở về xem là bảo thanh khách sạn bồng tất sinh huy làm sao có thể thu tiền bạc đừng nói nữa quyết định như vậy đi trường sinh cất bước đi trước trước mặt Hướng Lý Tông Nguyên chắp tay cáo biệt Sau đó đi nhanh trước Đuổi theo trường sinh Nàng tự nhiên biết rõ Trường sinh vì sao có cử động như vậy Bởi vì ngày đó Hai người đã từng ở qua bát quái thác Trường sinh đã từng sai người trùng tu Rồi phái người trùng coi Tầng cao nhất Thậm chí nghiêm cấm bất luận người nào tới đặt chân Trường sinh lúc này tâm tình thật tốt Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra mình thừa nhận áp lực rất lớn đồng thời cũng có quyền lực thật to mặc dù hắn rất ít khi sử dụng loại quyền lực này nhưng quả thực quyền lực của hắn là có thể làm được rất nhiều chuyện hai người vừa mới trở lại vương phủ đại đầu liền nghe tin chạy đến hướng hai người kiến lễ rồi đem lụa đỏ ở trong tay đặt lên trên bàn vương ra và ngày trước ta đưa hoàng tứ lang trở về An Đông Có thuận tiện đi một chuyến Tân La Đem Long Uy của ngài mang trở về Dư nhất cũng quen biết Mấy vị đúc đao danh ra ở Kinh Thành Bọn họ lấy ra bản lĩnh giữ nhà Mới đem Long Uy nung chảy Cùng một lần nữa chế tạo Ngài thử một chút Xem có tiện tay hay không Nghe được lời của đại đầu Trường sinh trong lòng có nhiều cảm động Hà tất phải vất vả buôn ba Kỳ thực ta dùng binh khí gì cũng đều giống nhau. Thời điểm trường sinh nói chuyện, đồng thời giải khai lụa đỏ, lấy ra thanh long uy đã đúc lại, cầm nắm kiểm tra, phát hiện chẳng những hình dạng kiểu dáng, không có biến hóa chút nào, thậm chí trọng lượng cũng không kém chút nào. Đại đầu ở một bên nói, chúng ta vốn định vì ngài thay một kiện binh khí, lại nghĩ tới long uy ngài đã sử dụng nhiều năm Đột nhiên thay đổi binh khí Sợ là không quen được Vì vậy mới đem đao gãy đúc lại Ngài nếu như ngại không may mắn Chúng ta còn vì ngài chuẩn bị Một thanh Đại trường đao thời hán Không chờ đại đầu nói xong Trường sinh liền ngắt lời Ta cũng không có chú ý nhiều như vậy liền dùng thanh này Thấy trường sinh không ngại Đại đầu có nhiều vui mừng Được rồi phương gia Vương Phi Không quấy dày các ngài Ta đi ra ngoài trước Người đi đem ba người bọn hắn hô qua Ta có chuyện muốn cùng bọn họ bàn giao Trường sinh nói ra Đại đầu gần đầu xác nhận Xoay người muốn đi Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đúng rồi Trước đây ta đã đưa cây gậy đồng cho Dương Khai Người cũng đã gặp qua vật kia Người để cho Dương Khai Đem gậy đồng mang tới đại đầu ứng tiếng rồi rời đi không bao lâu bốn người đi tới dương khai đem căn gậy đồng để lên trên bàn rồi cùng với ba người đại đầu ngồi vây quanh cùng trường sinh nói chuyện trường sinh sau khi ngồi xuống trực tiếp nói vào vấn đề chính ta chuẩn bị hôm nay sẽ lên đường đi thiếu lương tự trước khi đi ta phải xác nhận một việc đó chính là giặc qua thật sự hướng về phía lĩnh nam tăng binh hay không Dư nhất, người ngay lập tức đi tới chỗ đó Xác định tình huống Chúng ta ở chỗ này, chờ người trở về Dư nhất gật đầu đáp ứng Rời chỗ đứng dậy Sau đó, đi tới chỗ trống trải ở trong phòng Dương Khai cũng đứng dậy đi qua Thỏ tay đặt lên bả vai của Dư Nhất Khu vực của vị Dương Nằm ở phía xa của lĩnh Nam Đạo Dù là Dư Nhất chỉ là truyền tống bản thân Cũng sẽ hao phí đại lượng linh khí Cửa động này của Dương Khai chính là dùng linh khí bản thân để tương trợ Dương Nhất mở ra hư không nguyền môn. Đợi đến khi quan sát xong, Dương Nhất liền có thể lợi dụng bản thân linh khí để mau chóng trở lại. Đợi Dương Nhất vừa ly khai, chứng sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu. Nhị sư huynh cùng ta sư huynh của ta đã từ hồ bộ trở về hay chưa? Còn chưa có, đại đầu lắp đầu. Trường sinh nghe vậy, cầm lấy căn gậy đồng trên bàn đưa cho Dương Khai Chúng ta lập tức liền muốn động thân Người đem thứ này giao cho nhị sư huynh của ta Dương Khai gật đầu xác nhận Bởi vì dư nhất không có ở đây Trường sinh liền không nóng lòng tiến hành an bài Mà Trương Mặc cũng sẽ đi cùng Trường sinh cùng với mấy người nói chuyện Nàng cũng không có tham dự Mà là đi vào buồng trong Giúp trường sinh chỉnh đốn đồ vật cần thiết để xuất hành Phương ra Lần này đi lĩnh Nam Nhất định sẽ có một trận huyết chiến Thiếu lâm tự nếu như không chịu hỗ trợ Thì như thế nào Đại đầu có nhiều băn khoăn Bọn họ sẽ giúp Trường sinh nói Ngày đó đồng trần dẫn minh trinh phạt tôn nho giặc qua một mực Giúp tôn nho đối phó với đồng trần Không ít thiếu lâm đệ tử Đã bỏ mạng trong tay của giặc hoa Thiếu lâm tự cùng giặc hoa Sớm đã thế như nước lửa Hòa thượng cũng không giống như là mang thủ Đại đầu cảm thấy băn khoăn Hòa thượng cũng là người Là người thì sẽ mang thủ Trường sinh nói ra Huống chi trước đây Đồng trần, thống binh, đông trinh Thế nhưng lại chịu thua liên tục Thiếu lâm tự hầu như mất hết thể diện Bọn họ cần thắng lấy một trận Để vãn hồi thể diện chân hán tử Ngươi so với chúng ta hiểu rõ những hòa thượng kia hơn Ngươi nói xem Vương gia lần này đi có thể thỉnh động được đám bọn hắn hay không? Đại đầu nhìn về phía Thích Huyền Minh. Khó mà nói. Thích Huyền Minh lắc đầu. Thiếu Lâm tăng nhân mặc dù tập võ, lại cũng không thích cùng người, tranh đấu tàn nhẫn. Ngoài ra, chỉ có tục nhân mới coi trọng thể diện. Tăng nhân liền túi ra đều không để ý, hà sẽ quan tâm tới hư danh. Thích Huyền Minh nói xong. Trường sinh mở miệng tiếp lời Không sợ Ta lần này tiến tới Còn có mang theo thánh chỉ biết người Mềm không được Ta sẽ liền mạnh tay Thầy ý thích huyền minh Mặt lộ vẻ lung túng Trường sinh lại bổ sung Ta bây giờ còn kiêm hộ bộ thượng thư Trước mắt Toàn quốc các nơi đều đang mất mùa Thiếu lâm tự thời gian chắc hẳn Cũng không quá tốt Ta sẽ ở hộ bộ phân phối chút ít lương thực cho bọn hắn, để tiếp tế sinh hoạt cho bọn hắn. Trường sinh nói xong, Thích Nguyễn Minh đám người đều gật đầu. Tăng nhân khả năng không quan tâm tới hư danh, không quan tâm tới thể diện. Nhưng bọn hắn lại hiểu được, tìm đào, báo mận, sẽ không yên tâm thoải mái tiếp nhận bù thí của người khác. Bốn người ngồi vây quanh cạnh bàn, uống trà nói chuyện. Chốc lát sau, dư nhất ở ngoài phòng hiện thân rồi bước nhanh 10 bậc vào cửa. Thế nào? Đại đầu vừa lên trước đặt câu hỏi. Dư nhất sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vương gia đoán không sai. Giặc Hoa quả nhiên quy mô tăng binh. Ở lĩnh Nam các nơi đều có doanh trướng của giặc hoa. Ta quan sát gần. Trong doanh trướng đều có người cư trú. Đại khoái tính toán nhân số sẽ không ít hơn 3.000. <laughs> bọn họ thật đúng là nghĩ cùng chúng ta cứng đối cứng Đại đầu nhếch môi hử lạnh dương khai ngươi thấy thế nào trường sinh nhìn về phía dương khai dương khai không có trả lời ngay trầm ngâm một lát rồi mới nói mặc dù thất đại gia tộc cùng với những tên giặc hoa trước đây tiềm phục ở trung thổ bằng mặt không bằng lòng thế nhưng thất đại gia tộc ở tân la toàn quân bị diệt đối với giặc hoa mà nói là vô cùng nhục nhã. Đối với giặc hoa còn dư lại, không tránh khỏi thọ tử hồ bi. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện chúng ta đã nắm giữ được thời gian cụ thể mà địa chi suy nhược. Kế tiếp, mỗi khi tới thời điểm này, chúng ta nhất định sẽ tiến tới tuần tra cùng xem xét bảo hộ. Vì vậy, bọn họ liền không có khả năng tránh đi chúng ta. Mà bày ra trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là cùng chúng ta chính diện quyết chiến. Dương Khai nói tới chỗ này, hơi dừng lại, rồi lần nữa nói. Bọn họ biết rõ chúng ta nhất định sẽ đi. Vì vậy trận này, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, có chuẩn bị mà chiến đấu. Dương Khai nói xong, bất kể là trường sinh hay là chúng nhân, tất cả đều gật đầu. Trường sinh theo đó nói. Ta lập tức liền xuất phát tiến tới thiếu lâm tự. Các người ngày mai cũng nên động thân đi tới nơi phải đến, sau đó dùng linh khí tín vật, cáo chi vị trí cụ thể của các người. Bốn người gật đầu xác nhận. Trường sinh quay đầu nhìn về phía dư nhất. Tọa kỵ của ngươi cho ta mượn, ta cùng với chương chân nhân cưỡi ngựa tiến tới thiếu lâm tự. Dư nhất gật đầu. Trường sinh suy nghĩ một chút, cảm giác không có bỏ sót gì, liền rời chỗ đứng dậy. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta lập tức đi để ta đi dẫn ngựa cho các ngài Đại đầu bước nhanh rời khỏi Trường sinh cùng Trương mặc đi trước Đám người dương khai đi theo sau Đi tới trước sân Đại đầu đã đem hát công tử Cùng với con hát huyết bà mã kia dẫn ra Trường sinh cùng với Trương mặc trở mình lên ngựa Từ biệt chúng nhân, dục ngựa, đi về hướng đông Bởi vì cần phải trước khi trời tối đi tới thiếu lâm tự Hai người khởi hành cũng không có chỉ hoãn một đường lao nhanh rốt cuộc trước khi mặt trời lặn liền đi tới dưới chân tung sơn